Và những dấu hiệu này đó có thể là để Hương chia sẻ với các bạn thường không phải là Peter Schiff, thường không phải là Dr. Doom lúc nào cũng nói thị trường đang sập, khủng hoảng tài chính đã đến. Có biết bao nhiêu là người đó đã, đã nói thị trường tài chính sẽ gặp khủng hoảng từ năm 2012 cho tới bây giờ. Các bạn thấy được là chúng ta đã nếu như mà nghe những người đó đó đã bỏ lỡ 10 năm, 10 năm vàng son trong thị trường tài chính, các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà Bất cứ ai thì làm việc gì cũng có lý do của họ Peter Schiff là người mà bán vàng và đầu tư vào nhiều công ty đào vàng cho nên đối với Peter Schiff đó thì cái thông điệp khủng hoảng tài chính lúc nào cũng sẽ tới đó thì có lợi cho ông ta hơn nhưng mà về việc vàng đó có phải là một cái công cụ đầu tư mà nhiều người sẽ đổ tiền vào khi mà có sự buồn ổn hay không? Thì nếu các bạn nhìn vào lịch sử đó, ngay cả ngày thời điểm bây giờ chúng ta thì được là biết bao nhiêu tiền đã rời khỏi thị trường tài chính nhưng mà chúng ta lại không thấy số tiền đó đi vào vàng hiện tại cho nên vàng chúng ta mới thấy là đứng yên một chỗ thậm chí còn đi xuống một chút nữa. Lý do là tại vì khi mà thật sự là có khủng hoảng đó thì chúng ta sẽ thấy là mọi người thích giữ tiền mặt hơn Tại vì họ lo sợ là chúng ta cần phải có tiền để mà sống qua ngày để mà tiếp tục kinh doanh Cho nên mỗi lần mà có một cái yếu tố lớn nào đó xảy ra như là chúng ta nói tới dịch bệnh tháng 3 năm 2020 Thời điểm ngay tại bây giờ chúng ta đã thấy được là khi mà có cái sự lo sợ thật sự trên thị trường đó Chúng ta thấy được là tất cả tài sản đều đi xuống hết tại vì tất cả đều bị bán người ta muốn giữ tiền mặt Nhưng mà vàng đó thì theo cái quan sát riêng của Thuận và Thôi thì muốn chia sẻ với các bạn là thường Vàng đó tăng trưởng mạnh trong cái thời điểm là thị trường vẫn đang còn nhiều tin xấu nhưng mà mọi người đã đỡ sợ hơn đó là lúc mà vàng đã phát triển mạnh cho nên mỗi lần chúng ta nhìn lại quá khứ đó ngay cái năm 2008 cũng vậy chúng ta thấy được là mới đầu đó thì chúng ta thấy được là tất cả đều đi xuống hết năm 2020 cũng như vậy khi dịch bệnh xảy ra thì sau đó đó khi mà thị trường vẫn còn đang bất ổn nhưng mà người ta bớt sợ hơn thì chúng ta thì được là một số tiền đẩy vào trong vàng khiến cho vàng tăng lên nhưng mà ngay sau đó 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 cũng là cái thời điểm chúng ta thì được chứng khoán và crypto cũng tăng theo và tăng cái phần trăm mạnh hơn nữa đó là cái sự quan sát cá nhân mà thôi nhưng mà cái mà thuận chia sẻ với các bạn đó là những dấu hiệu chứ không dám nói là chúng ta sẽ có khung quản tài chính và những dấu hiệu này đó các bạn thấy được là đến từ nhiều nguồn khác nhau Nhiều cái thông tin các bạn đã quen thuộc rồi Thường đã chia sẻ với các bạn trong vòng 2 tháng qua Nhưng mà trong cái bài viết này đã thường gộp lại 11 cái thông tin Và chúng ta rất là khó nhiều khi tách rời ra khỏi tài chính và chính trị hai cái đó nó luôn đi song song với nhau và kênh này thuận chỉ muốn chú tâm để mà nói về tài chính mà thôi chúng ta sẽ không bàn về chính trị nhưng mà một số những cái dữ liệu chúng ta thì cũng đến từ một số những cái bài viết mà nó mang cái tính chất chính trị nhiều hơn và đương nhiên rồi các bạn thấy được là tình hình kinh tế sẽ là một trong những yếu tố rất là quan trọng có thể là quyết định cái tháng 11 này đó, ngày 8 tây tháng 11 năm 2022 khi mà bầu cử giữa nhiệm kỳ khi chúng ta thấy được là tất cả ghế của Hạ viện sẽ bị bầu lại và 1 phần 3 số ghế ở Thượng viện sẽ bị bầu lại thì đây là yếu tố quan trọng nhất cho nên hiện bây giờ đó chúng ta nói tới tài chính thì có cái sự quan hệ rất là mật thiết về chính trị nhưng mà thường chỉ chia sẻ những dữ liệu với các bạn mà thôi các bạn có thể tin hay là không tin thường chỉ chia sẻ để các bạn nắm thêm tài liệu và khi mà có nhiều dữ liệu chỉ về một hướng đó thì chúng ta cũng nên có cái sự quan tâm. Chúng ta bây giờ hãy nói tới 11 thống kê về tình hình người tiêu dùng ở Hoa Kỳ đi. Thì đầu tiên hết á, là theo cuộc thăm dò của Harvard Caps Harris được thực hiện gần đây đó thì 56% người Mỹ nói rằng tình hình tài chính của họ đang trở nên tồi tệ hơn và chỉ 20% người Mỹ nói rằng tình hình tài chính của họ đang được cải thiện. Đây là hai cái bài khảo sát được thống kê bởi một trang web có tên là National Files. Chúng ta có thể là nói tới điều thứ nhì thì cuộc thảo sát mới nhất đó, từ Studify cho thấy là 66% người Mỹ tránh các sự kiện xã hội vì họ cảm thấy xấu hổ hoặc là không thoải mái khi mà nói về tình hình tài chính của mình. Và đây cũng là thống kê từ Studify, họ nói là 2 trong 3 người Hoa Kỳ đã tránh các sự kiện xã hội vì lý do đó. Điều thứ ba là một điều mà chúng ta cũng đã nói tới trước đây. Nhiều người cho rằng bong bóng bất động sản đó dường như sắp vỡ. Tại thời điểm này, doanh số bán các nhà mới đang giảm với tốc độ rất đáng sợ thì doanh số bán nhà mới trong tháng 4 đó đã giảm 16,6% và so với tháng 3 đó lại giảm 26,9%, so với một năm trước. Với tư lệ hàng năm đó được điều chỉnh theo mùa là 591.000 căn thì mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2020 và đây là cái sự thống kê của Wall Street nhưng mà đây là cái tài liệu mà đã được chia sẻ từ CNBC thường đã nói với các bạn cái tiền khoảng chừng là vài ngày rồi Như thường đã chia sẻ đó, chúng ta có thể thấy là giá nhà giảm hay không thì chúng ta thực sự không có biết đâu các bạn Tại vì dựa vào rất nhiều những cái yếu tố Trên thực tế đó, cái phần trăm lãi suất bây giờ đó đã cao hơn so với lại đầu năm rồi Đầu năm là khoảng 3%, bây giờ là khoảng 5,5% khi mà các bạn mượn tiền mua nhà 30 năm Nhưng mà cái phần trăm này trên căn bản cũng rất là thấp chứ không phải là cao đâu cao so với lại những bạn nào mà trẻ tuổi đó chỉ mới tham gia thị trường tài chính trong 10 năm qua thì cảm thấy đây là con mức rất là cao nhưng mà những bài nào mà đã trong thị trường này hai mấy ba mươi năm thì chúng ta sẽ thấy được là đã từng nhìn thấy phần trăm lãi suất còn cao hơn như vậy nữa và bây giờ đã cái nhu cầu mua nhà vẫn cao chúng ta thấy là cái dấu hiệu chậm lại đó là phần lớn đến từ những cái nhà mới mà thôi có nghĩa là trước đây nhà mới bán rất là lẹ tại vì nhà cũ đã cạnh tranh cao quá và không có nhiều thì nhà mới bán rất là lẹ bây giờ chúng ta thấy nhà mới đó chậm lại một chút nhà cũ đó thì vẫn bán được với giá thì không phải là không bán được đâu nhưng mà chỉ là không có nhiều offer như trước đây nhưng mà nếu như mà lãi suất tiếp tục tăng và một thời gian nữa đó cái số lượng người mua giảm xuống mà cái số lượng nhà tăng lên đây là yếu tố rất quan trọng thì giá nhà cũng sẽ có dấu hiệu đi xuống. Chúng ta chưa biết nhưng mà đây là một cái dấu hiệu thường muốn chia sẻ mà thôi. Điều thứ tư đó là sau khi mà phá kỷ lục giá trung bình của một ga lông xăng tại Hoa Kỳ đó đã tăng 42 cent so với kỷ lục cũ và hiện đang ở mức là 4 đồng 59 cent và đây là tài liệu đến từ USA Today. Điều mình thường đã chia sẻ bạn trước đây đó là cái bạn nào mà nhớ đó cái phim kinh dị I Am Legend, cái phim mà zombie mà có Will Smith đóng cái đây nhiều năm đó thì có một cái đoạn trong cái phim đó thì diễn viên Will Smith dẫn con chó đi trên đường và đương nhiên đây là thời kỳ tận thế rồi và đi ngang một cây xăng đó các bạn đã nhớ là cái giá xăng bây giờ còn cao hơn là cái giá xăng mà trong thời kỳ tận thế trong phim đó nữa cho thấy được là giá xăng bây giờ đang rất là cao điều thứ năm đó là cái tuổi trung bình của một chiếc xe ở Hoa Kỳ đã đạt mức cao kỷ lục là 12,2 năm nhiều người Mỹ tiếp tục trì hoãn việc mua xe bởi vì các phương tiện mới đã quá mắc và đây đó là một tài liệu cũng được thống kê bởi USA Today và các bạn cũng đã biết rồi tình hình xe bây giờ đã vẫn rất là khó mua tại vì cái chuỗi cung ứng vật liệu, cung ứng những con chip nên nó vẫn đang gặp nhiều khó khăn cho nên các bạn đã thấy được là trong vòng hơn một năm qua đó thì cái giá xe cũ của Mỹ rất là cao tại vì xe mới đó không có nhiều và không biết từ khi nào Hồi xưa đến thường nhớ là cách đây khoảng chừng là 3 năm trước khi có dịch bệnh thì mua xe mà các bạn nói mua chiếc xe giá là từ 30 tới 40 ngàn đó thì coi như là các bạn mua cái xe tốt rồi chứ còn bình thường người ta mua xe đó là giá khoảng 20 ngàn mà thôi. Nếu như các bạn chỉ muốn mua một chiếc xe như là Toyota Honda để đi lại và bây giờ thường cảm thấy được là mọi người mua xe 30 ngàn, 40 ngàn, 50 ngàn, 60 ngàn thì cảm thấy được như là một xe bình thường gì đó. Không biết tại sao mà sau dịch bệnh cái việc là giá xe cao lên tới mức đó là một điều bình thường có thể những bạn nào mà sống Việt Nam thì cảm thấy là giá xe đó quá rẻ so với lại Việt Nam nhưng mà các bạn cũng nên hiểu là ở Hoa Kỳ đó giá xe chứ chờ rất là rẻ tại vì xe là một cái phương tiện đi lại chứ không có phải là một cái gì xa xỉ ở Hoa Kỳ cho nên xe đó là một điều mà ai cũng phải cần nhất là các bạn sống ở những tiểu bang như là Cali hay là Texas hay là Florida vân vân và cái giá xăng mà thường Dư chia sẻ với các bạn đó chỉ là cái giá xăng trung bình mà thôi. Nếu các bạn nói tới những tiểu bang mà có giá xăng cao như là Cali đó thì nhiều nơi giá xăng là 6 đô, 7 đô. Điều thứ sáu là một điều mà không bị gọi là quá bất ngờ nữa là hàng triệu gia đình Mỹ đang phải đối đầu với cái giá lương thực đang tăng nhanh thì theo báo cáo của bộ lao động hồi tháng năm mới đây đó đầu tháng thì chỉ số thực phẩm đã tăng 7,2% so với lại năm ngoái giá lương thực đã, đã tăng 9,4% trong tháng 4 so với lại cùng thời điểm năm ngoái mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 của năm 1981 giá cơ hàng tạp hóa đã tăng 10,8% cho năm kết thúc vào tháng tư và đương nhiên chúng ta chỉ đang nói tới là giá lương thật mà thôi cái gì các bạn bây giờ đã sử dụng tiền cũng đã có sự tăng giá rồi thượng mới vừa đi rửa xe thì cái giá rửa xe đó đã tăng 20% rồi tôi nghĩ là chúng ta cũng không có gì gọi là quá lạ khi mà nghe những thông tin này đây là tài liệu đến từ cnn và chúng ta cũng có thể thấy được là điều thứ bảy đó là giá hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên ở hoa kỳ vừa vừa qua ngưỡng là 9 đô la và Điều này đó là một điều có nghĩa là chúng ta có thể thấy là chi phí năng lượng trong những tháng tới sẽ cao hơn, tại vì cái giá của hợp đồng tương lai là cái cách nhìn của nhà đầu tư về trong thời gian tới đây đó, giá cả của khí đốt tự nhiên sẽ là bao nhiêu. Đây là cái mức cao nhất mà chúng ta từng thấy sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Điều thứ 8 là nhiều cuộc khảo sát của Fed đang cho thấy hoạt động sản xuất của Hoa Kỳ đang thực sự chậm lại. Sự chậm lại trong hoạt động sản xuất đó, thì được hiển thị trong các báo cáo từ các ngân hàng dự trữ liên bang ở New York và Philadelphia đã được xác nhận bởi một cuộc khảo sát từ Richmond Fed cho thấy hoạt động của nhà máy đã giảm xuống ở khu vực Đại Tây Dương vào tháng 5 và chỉ số khảo sát hoạt động của Fifth District đã giảm 23 điểm kể từ mức 14 vào tháng 4 có nghĩa là trở thành âm chính mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020 thời kỳ đại dịch và đóng cửa thì điều này đó các bạn thì lại cũng là một trong những cái dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế đã có sự chậm lại và chúng ta cũng hy vọng là thấy tiếp tục là cái phần trăm lạm phát cũng sẽ chậm theo. Điều thứ 9 thì Zero đang báo cáo dữ liệu vĩ mô của Hoa Kỳ phần lớn là tệ hơn và chỉ thu tháng 4 của năm 2020. Và điều thứ 10 đó là một điều mà cũng không gì gọi là lạ hết Tại giá cổ phiếu lao dốc đã xóa sổ 20.000 tỷ USD của các nhà đầu tư rồi Và điều cuối cùng được nói tới là một cuộc khảo sát mới của CBS News và YouGov Cho thấy đó là 74% của người Mỹ tin rằng mọi thứ đang tồi tệ hơn và 51% người Mỹ tin rằng Tổng thống Joe Biden không đủ năng lực Đây là tài liệu khảo sát mà thôi tôi muốn chia sẻ với các bạn thì những điều này thường chia sẻ với các bạn có cái ý nghĩa như thế nào Không phải là thường chia sẻ để các bạn lo lắng hay gì hết đó. Đây chỉ là những thông tin khảo sát mà thôi Và những thông tin này phần lớn là được bỏ phiếu Bởi những người mà được mời bỏ phiếu Thì có nhiều câu hỏi là những người bỏ phiếu đó là ai Họ thuộc về cái thành phần nào trong xã hội Rất nhiều những câu hỏi đó Nhưng mà cái này nó chỉ cho chúng ta biết được là ít nhất có một nhóm người nghĩ như vậy mà thôi Và thường đây là cảm giác hiện giờ của họ chứ thường không phải là chia sẻ đây các bạn có thêm lo lắng Thì muốn nói đây đó là về việc phép tăng lãi suất tới khi nào Thì thường nghĩ là không có lâu như là mọi người nghĩ đâu Tại vì nếu như chúng ta thật sự thấy những thông tin này là thật đó Thì nền kinh tế của Hoa Kỳ trong vòng nhiều tháng tới đây đó sẽ bắt đầu chậm lại Thì Fed cũng sẽ chậm lại về việc tăng lãi suất của họ và giữa lạc quan và bi quan thì các bạn có thể biết là thường lúc nào cũng thiên vị lạc quan hơn là bi quan. Có một cái uh, cuộc nghiên cứu, thường đã quên được nghiên cứu này là ở cái trường đại học nào rồi. Thì cuộc nghiên cứu này đó là họ chia ra một nhóm học sinh làm hai. Một nhóm học sinh đó là một nhóm học sinh mà họ cho là rất là logic, như là nhìn vào sự thật. Và một nhóm học sinh thì thường là lạc quan hơn, có cái tâm nhìn lạc quan hơn về mọi thứ thì khi mà họ chia ra hai nhóm học sinh này đó và họ theo dõi và họ trách nhiệm những học sinh này và họ theo dõi theo thời gian đó sau khi những học sinh này rời khỏi trường thì họ vẫn liên lạc để xem con những học sinh này đó đã làm gì sau khi rời khỏi trường thì cái mà họ nhận ra được đó là khi mà kiểm tra thì cho thấy được là những học sinh mà logic hơn, có cái nhìn nhận sự thật hơn đó thì họ đón tình hình chính xác hơn ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà ngược lại những học sinh á, mà có cái tầm nhìn lạc quan hơn thì thường là đón hơi sai về tình hiện tại nhưng mà điều thú vị đây đó là qua một thời gian dài thì những gì mà những người học sinh mà có cái tầm nhìn thực tế đó thì họ không đạt được nhiều như những người mà có tầm nhìn lạc quan hơn có nghĩa là những học sinh có tầm nhìn lạc quan hơn đó thì họ theo đuổi nhiều sự kiện khác nhau, họ theo đuổi nhiều cái dự án khác nhau, họ chấp nhận, thử nghiệm những cái mới hơn và trong một thời gian dài đó thì họ có được cái thành tựu cao hơn là những học sinh mà có tầm nhìn thực tế hơn. Thì đây chỉ là một cái cuộc nghiên cứu của một trường đại học mà thôi nhưng mà Thuận cũng muốn chia sẻ với các bạn cho nên Thuận lúc nào cũng thiên vị là lạc quan hơn. Cho dù chúng ta lạc quan, chúng ta đón sai và chúng ta chỉ có thể là đạt được phân nửa hay là 2 phần 3 như mà chúng ta kỳ vọng thôi thì cái con số đó vẫn có thể là cao hơn là các bạn bi quan và không muốn làm gì hết đó là tiêu chí của thần series giờ như bạn cũng đã biết rồi ngoài chuyện những tin ra thì chúng ta cũng có một số những cái thông tin khác liên quan đến crypto thường muốn chia sẻ với các bạn cũng không nhiều thông tin đâu các bạn chúng ta thấy được là có một thống kê đến từ Classno đó thì thống kê này nói là khi mà nhìn vào cái số lượng Bitcoin mà được bán bởi Luna Foundation đó, khi mà chúng ta thấy là dòng USD mất giá đó thì họ đã bán số lượng Bitcoin trong ngân khối của họ thì tổng cộng là 80.080 Bitcoin đã được di chuyển và theo họ nói là đã bán rồi nhưng mà điều thú vị đó là Classno nói đó chúng ta lại thấy ngược lại là cái số lượng ví mà có ít hơn là 100 BTC thì có nghĩa là ít hơn là 300 triệu hiện tại với cái giá Bitcoin là bây giờ là khoảng 31.000 đô đó thì chúng ta thấy là lại tăng thêm con số là 80.724 BTC có nghĩa là Classno nói là cái số lượng Bitcoin được bán bởi Luna Foundation do đó thì lại nhanh chóng được những cái ví mà dưới 100 BTC đó thu mua vào Nói tới Luna ra thì chúng ta thấy được là đồng The Luna mới đó giá hôm nay cũng đã đỡ hôm qua. Chúng ta nhớ là hôm qua đó sau khi mà rớt từ cái mức là dựa theo uh, Call market cap đó là khoảng 19 đô Rớt xuống chỉ còn khoảng chừng 5 đô Và giữ mức là khoảng 5 đô Hôm nay cũng đã tăng lợi 9 đồng 80 cent Ngày mai là một ngày mà chúng ta cũng sẽ biết nhiều hơn tại vì ngày mai đây chúng ta thấy là một sàn mà chưa xuất hiện đó chính là sàn Binance thì sàn Binance ngày mai đây là sẽ phân phối đồng Luna mới thường không biết tại sao mà họ lại là một sàn cuối cùng phân phối đồng Luna mới như vậy và một số bạn hỏi thường là đồng Luna cũ tự nhiên biến mất thực ra không phải tự nhiên biến mất đâu họ sẽ trả lời cho các bạn theo thuận hiểu đó là ngày mai các bạn sẽ thấy đồng Luna mới và đồng Luna cũ xuất hiện trong ví của các bạn và ngày mai là ngày mà quyết định là khi mà điều đó xảy ra đó thì cộng đồng sẽ làm gì họ có xả cái số lượng đồng Luna ở trong cái số lượng của Binance hay là không hay là những cộng đồng sẽ tiếp tục lưu trữ cho nên hôm nay đó tăng trưởng các bạn cũng cần phải nên có cái tâm lý ngày mai không biết sẽ ra sao khi mà nhiều người nhận được đồng Luna mới họ có xả hay là không và một số những tài liệu cũng đáng chú ý đến chúng ta thấy được là cái số lượng Bitcoin trong mạng lưới Lightning Network đã tăng lên tới cái mức kỷ lục Bây giờ là 3902 BTC hiện tại, có nghĩa là chúng ta thấy được là mạng lưới Lightning Network đó là mạng lưới tầng 2 của Bitcoin và dựa theo là mỗi một cái kênh đó là lưu trữ bao nhiêu Bitcoin và cái mạng lưới này càng có nhiều Bitcoin trong đó thì chúng ta có thể là di chuyển nhiều giá trị tiền hơn thông mạng lưới này. Bây giờ nó đang ở mức cao có nghĩa là đang được sử dụng rất là nhiều và đang được ưa chuộng chúng ta có thể thấy được là thông tin liên quan tới Cardano mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ thấy một cái half fork kế tiếp của Cardano đó chính là half fork tên là Vaso thì Vaso là cái half fork mà họ sẽ có bốn cái đề xuất thường thì không có biết nhiều về công nghệ đâu cho nên sẽ không có đi sâu vào những đề xuất này và chia sẻ với các bạn được nhưng mà bốn đề xuất đó là CIP 31, 32, 33 và 40 thì nói tóm lại ra bốn cái đề xuất này khi mà được kích hoạt trong cái half of Basel này đó Thì chúng ta sẽ thấy được là cái tốc độ mạng lưới của Cardano nó sẽ có cái sự cải thiện Và có thể xử lý được nhiều hợp đồng tương lai hơn Đó là cái sự hiểu biết của Thuận Và thu nhập là Vaso nhưng mà Thuận biết là nhiều bạn đọc là Vasil Và thông tin cuối cùng cũng liên quan đến Cardano là trước cái ngày half chúng ta thấy được là có rất nhiều những cái hội stick Cardano bây giờ đã ở cái mức là gần như là 3.000 rồi là cái mức cao nhất theo đường hiểu là mọi thời điểm bây giờ là 2988 rồi Cộng đồng Cardano là một cộng đồng mà các bạn thấy được tuy là giá đó đã cách xa rất là nhiều so với lại cái đỉnh là hơn 3 đô la nhưng mà cộng đồng Cardano cũng là một cộng đồng mà chúng ta cũng phải nên chú ý đến và ngay cả Thuần Capital cũng có hợp tác để có một cái hội staking Cardano mà nhiều bạn cũng đã ủng hộ và tham gia rồi và đây là những cái thông điệp mà muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay một lần nữa, nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ thì Happy Memorial Day. Và Thuận xem các bạn trong cái video kế tiếp. Và một lần nữa Thuận muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. như mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông mô link của Thuận Capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% cái phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn NEX, sàn Sanyx và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ ở đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như những bài nào mà không có sống ở Hoa Kỳ đây thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lãi và đương nhiên crypto hoàn ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thường hay nói đến và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn Let's go. Yeah, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a